Thưa quý cô bác tuổi Ất Tỵ kính mến, cô bác đã sẵn sàng thư giãn trên máy bay, kể cả không biết ai là người lái, cô bác đã sẵn sàng thư giãn trên tàu thuyền, ô tô, vì tin sẽ đến được đích mà cô bác cần. Vậy tại sao lại không thể thư giãn với cuộc sống khi cô bác là người lèo lái, là người quyết định đường đời và làm chủ cuộc chơi? Hãy cho bản thân nghỉ ngơi một chút 1965 à, cô bác đừng cố gắng, gượng gồng mình lên nữa. Cô bác cần phải thực sự giữ sức, vì thời điểm tới đây là một trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng của tuổi Ất Tỵ. Nếu không đề phòng và chú ý vận trình của mình, thì bản mệnh đại hạn triền miên tài lộc đi hết, hơn nữa còn có thể gặp nạn diệt thân, lìa xa cõi trần. Tuy nhiên, sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp. Nếu biết cách nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ, thì có thể chuyển hóa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, người người ngưỡng mộ. Nói đến sẽ có nhiều cô bác Ất Tỵ chẳng thể tin được Minh Đường Tử Vi. Vậy cô bác hãy dành chút ít thời gian để kiểm chứng nguồn thông tin về ba mối đe dọa này nhé. Thưa cô bác tuổi Ất Tỵ kính mến, nhắc đến 1965, vì đa phần hiện tại là lúc cô bác cần đưa ra sự lựa chọn, và sự lựa chọn này rất quan trọng, là đi theo, hay là buông bỏ, chần chừ, hay mạnh mẽ quyết tâm là bước khỏi vòng an toàn của bản thân, mà mạnh dạn kiên tâm tiến bước, hay lùi lại một bước nhàn tản, sống một cuộc đời bất ưu phiền lo âu. Dĩ nhiên cô bác tung đồng xu lên, cô bác phó mặc cho số phận, nhưng khi đồng xu chưa chạm đất, cô bác sẽ hiểu cô bác đang hy vọng điều gì sắp ngửa. Tùy thuộc vào câu chuyện của cô bác có một lời dặn chung mong cô bác hãy nhớ: nỗi đau cô bác phải gánh, những gì cô bác đã mất cô bác phải chịu, tự suy tư phải thấu hiểu bản thân, phải thấu đắng cay, cô bác phải trải qua, cô bác đã trải qua hết cảnh khó rồi, sắp đến cảnh dễ, chớ vì có vận hạn vừa rồi mà chần chừ, tâm tư lại nói cái gì hãy mất, coi như chưa từng có. Khó đấy, nhưng tiếc nuối không cứu cô bác được đâu, bỏ qua nó từng bước tiến rồi, ta lại quay lại xây dựng lại. Cuối cùng cô bác đã từng là người thích làm gì muốn tiến bước, mong thực hiện, mà thấy đáng liều thì hãy cứ sống như vậy, dù đúng hay sai, thành hay bại, được hay mất, lo lắm làm gì, quan trọng cô bác muốn gì, chứ có phải vậy không? Ừ, nếu tôi muốn đi đường A, dù có là đường mòn trông gai, hay đích đầy khô cằn, bụi rậm, thì tôi cứ đi, việc tôi làm. Đúng với bản thuận, thuận theo ý này, cô bác tuổi Ất Tỵ, trước khi nghe những điều trong ba mối đe dọa tiềm ẩn, thì xin cô bác hãy lắng nghe vài dòng tâm sự mà Minh Đường Tử Vi dành riêng cho tuổi Ất Tỵ. Cần phải nhớ, dù tai họa đến như thế nào đi chăng nữa, cũng phải khắc cốt ghi tâm. Thưa quý tín chủ tuổi Ất Tỵ, sợ hãi khi làm điều gì đó, nghĩa là điều dễ hiểu, chúng ta ai cũng vậy. Nhưng cô bác nên dành nỗi sợ cho cái việc có khả năng. Cô bác sẽ ở mãi cái điểm hiện tại, nơi khiến cô bác mệt mỏi, và sẽ không có gì thay đổi cả, có nỗi sợ ấy rồi. Cô bác sẽ có động lực mà lao vào một sự mạo hiểm mới mẻ trong cuộc đời của cô bác đấy. Thỉnh thoảng, cô bác hãy nghĩ rằng, nếu cuộc đời là một sự sắp xếp sẵn, vậy việc ta phải cố. Nếu vận mệnh như một cuốn sách được biết trước, vậy mọi nỗ lực có ý nghĩa gì đây? Vì lắm lúc ở cuối cuốn sách, giản đơn chỉ là một cái kết đẹp, còn đẹp đến đâu là do bản thân cô bác tự viết lên. Lắm lúc có một số trang của vận mệnh, sẽ chỉ có những dòng ước mơ thành hiện thực hoặc nỗ lực kết trái đâm hoa. Nên nếu không tiếp tục cố gắng và chinh chiến, thì làm sao cô bác có thể hoàn thành cuốn sách của cuộc đời mình? Tôi không kêu cô bác chán nản hay đừng mỏi mệt. Ất Tỵ à, tôi chỉ muốn nói là mệt thì nghỉ ngơi, chán thì ngừng lại, ngừng nhấp một ngụm trà, dỗi thế gian một tí, tiếp tục kiên tâm qua cái giai đoạn này nhé. Đừng quên yêu thương và sự ưu tiên của bản thân, cũng đừng quên ai đã giúp đỡ cô bác trong cái giai đoạn khó khăn đấy. Ai đã đẩy cô bác vào sự khó khăn và ai đã bỏ rơi cô bác trong cái giai đoạn khó khăn này, mọi điều rồi sớm sẽ ổn thôi. Lửa trong lò chập chờn thì có, nhưng vĩnh viễn cháy trong suốt như lưu ly, thì thời gian qua cô bác đã quá vất vả rồi. Nếu hữu duyên nghe được những dòng mút này, thì xin phép được gửi tới quý cô bác một lời an ủi chân thành, mong cô bác hãy luôn giữ gìn sức khỏe trên dòng đời để khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì, hãy tích cực lạc quan cô bác nhé, vẫn còn có Minh Đường Tử Vi ở đây lắng nghe và giúp đỡ câu chuyện của cô bác. Mong cô bác hãy đăng ký kênh để tiếp sức cho Minh Đường Tử Vi có thêm động lực giúp đời giúp người nhé. Cảm ơn thiện tâm của cô bác. Tính cách của tuổi Ất Tỵ thế nào? Nhiều người đạt tới đỉnh cao danh vọng. Tính cách của người tuổi Ất Tỵ sinh vào mùa đông, thường hiền lành, điềm tĩnh, còn người sinh vào lúc thời tiết đẹp thì vui nhộn, linh động hơn. Người tuổi Ất Tỵ có nhiều ham muốn, tham vọng trong công việc, họ tập trung cao độ, có chí tiến thủ và thích thể hiện năng lực của bản thân. Tuổi Tỵ thích hợp với những công việc lao động trí óc, đòi hỏi sự thông minh và đầu óc suy luận, logic sáng tạo, rất khôn ngoan và kiên nhẫn, biết cách quan sát chờ đợi. Vậy nên, người tuổi Tỵ rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ và bí ẩn. Nhiều người thông thái và hiểu biết triết học một cách sâu sắc. Về những đổi thay của cuộc đời,
Trong mối quan hệ với mọi người, người tuổi Ất Tỵ rất thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong các mối quan hệ, tuổi Tỵ luôn có một sự hồ nghi, cảnh giác. Họ thích biểu đạt sự bất mãn bằng vẻ chống đối lạnh lùng, chứ không mỉa mai cay nghiệt hoặc dễ cãi vã nặng lời. Người tuổi Tỵ thích đánh cho kẻ địch một đòn chí mạng, rồi tiêu diệt đến tận gốc rễ. Những người cầm tinh con rắn luôn độc lập và khá tự tin vào bản thân mình. Thường họ không quan tâm người khác nghĩ gì, họ có phong cách riêng, sống hào phóng và nhiệt tình. Một số nét tính cách tiêu biểu của người tuổi Ất Tỵ là gọn gàng và chính xác, có năng khiếu riêng, thông minh, sâu sắc, nhanh trí, giỏi giao tiếp, nhạy cảm, hay ghen, chủ động, nhanh nhẹn, thích phiêu lưu, can đảm, bình tĩnh và ý chí mạnh mẽ. Dù có nhiều ưu điểm, nhưng tuổi Ất Tỵ có một số nhược điểm như sau: không kiên định với lập trường và mục tiêu đã đề ra. Khi gặp khó khăn thì dễ chán nản, bỏ cuộc giữa chừng. Một trong tính cách linh hoạt của người tuổi Ất Tỵ đó là làm việc không có nguyên tắc. Điều này có thể khiến người khác mất đi sự tin tưởng vào tuổi Ất Tỵ. Tuổi Ất Tỵ nhớ lâu thù dai nên họ có thể nhẫn nhịn rất lâu để chờ thời cơ hội báo thù. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện của người tuổi Ất Tỵ 1965 trong tháng 11 âm năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, thiếu nhiệt tình nhưng nhiều lộc nên tiền bạc rủng rỉnh, nguyệt lệnh bệnh nên con giáp của tuổi Ất Tỵ tháng mới có cảm giác thiếu tinh thần. Sự nhiệt tình trong nhiều việc, nhiều lúc bạn lười tới mức không muốn nghĩ, không muốn chạm tay vào bất cứ việc gì cả, có nhiều nguyên nhân mang tới khó khăn trong công việc kinh doanh của tuổi Ất Tỵ. Chẳng hạn, khách hàng khó tính, nhân viên bất mãn hay doanh số giảm sút, đó có thể là một phần nguyên nhân khiến bạn không muốn tiếp tục chăm chỉ nữa. Thậm chí, khi xảy ra mâu thuẫn trong công việc, bạn cũng chẳng buồn tranh cãi hay có động thái gì rõ rệt. Có thể thấy, bạn cần chút thời gian để tìm lại sự cân bằng cho mình. Trước khi muốn làm bất cứ việc gì trong giai đoạn này, may mắn là có tử vi mệnh, nên khía cạnh tài lộc của con giáp tuổi Ất Tỵ tháng này cũng vẫn rực rỡ. Người ta cho rằng, bạn lười mà vẫn có tiền là do gặp may, nhưng ít ai biết rằng trong quá khứ, bạn đã vất vả, cực nhọc thế nào để có được vị trí hiện tại. Bên cạnh đó, lại có thực thần nâng đỡ, nên bản mệnh có những người thân, bạn bè xung quanh mình động viên nhiệt tình, rồi bạn sẽ sớm lấy lại được tinh thần, động lực để quay lại theo đuổi mục tiêu, đam mê của mình trong thời gian tới. Chỉ là bạn đang cần một quãng thời gian nghỉ ngơi cần thiết để tái tạo lại sức lao động mà thôi. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, mọi việc xảy ra như thế nào cũng không thực lòng quan tâm lắm. Sự nhàm chán chính là nguyên nhân khiến con giáp tuổi Ất Tỵ thiếu động lực. Công việc trong tháng mới này, mệnh có bệnh nên bạn càng không thích hoạt động, không thích nơi đông người, chỉ muốn được ở một mình. Điều này xảy ra hoàn toàn là điều dễ hiểu. Bạn chẳng phải là cái máy để làm việc không ngừng nghỉ. Thời gian trước bạn dồn quá nhiều tâm nên bây giờ có cảm giác cạn kiệt năng lượng mà thôi. Do đó, bạn chợt nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì mức năng lượng vừa phải, trải dài trong các ngày trong tuần. Không quên kết hợp với việc có thời gian nghỉ ngơi, tránh bị làm việc quá sức và gây ra tình trạng chán nản như hiện tại. Tử vi tài lộc. Điểm sáng của tuổi Ất Tỵ tháng này là tình hình tài chính khởi sắc, thậm chí bạn nhận được thành quả tốt từ việc làm ăn, đầu tư trước đây. Nhìn chung, bản mệnh không gặp khó khăn về tiền bạc. Lục bạch nhập cung chính bắc, nhờ sự linh hoạt và nhạy bén của mình, mệnh chủ nhanh tay nắm bắt được cơ hội phát tài, đem lại cho bạn một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi có tiền trong tay, đừng dùng nó để xoa dịu những tổn thương về tinh thần của mình, vì sau đó, bạn vừa hết tiền, vừa cảm thấy buồn bực hơn mà thôi. Thực ra, thành quả bạn đang nhận được là nhờ vào nỗ lực trong quá khứ, bạn đã vất vả, không quản ngại khó khăn để xây dựng nền móng về tiền bạc, chăm chỉ kinh doanh, để lúc này nó mang về được trái ngọt cho bạn. Tử vi tình duyên. Trong lĩnh vực tình cảm, ngũ hành xung khắc xuất hiện trong tháng này cũng là một trong những tác nhân khiến người tuổi Ất Tỵ dễ nóng nảy với một nửa của mình hơn, thậm chí hay giận hờn khi thấy đối phương không đủ quan tâm tới mình. Thời gian này, bản mệnh dễ cảm thấy khó chịu vì những điều hết sức nhỏ nhặt. Thật ra, điều này xuất phát từ cảm giác không tự tin, thiếu an toàn của bạn mà thôi, đôi khi lỗi lầm không nằm ở người ấy. Ngoài ra, bản mệnh hãy cố gạt bỏ thói quen tranh cãi với người thân vì những chuyện không đáng, chẳng cần làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn. Tử vi sức khỏe. Tử vi sức khỏe tháng 11 năm 2023 âm lịch, nguyệt lệnh bệnh, chủ về bệnh tật nên có thể thấy sức khỏe của tuổi Ất Tỵ tháng này không được tốt, bạn cần phải dành thời gian để chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nếu có bệnh cũng không nặng lắm, vì vậy bạn không nên chủ quan, nên tập trung chữa bệnh cho dứt điểm, không thể để tình trạng này kéo dài. Về mặt tướng mạo,
sắc diện da rẻ không hồng hào, bị xanh xao, vàng vọt. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn đi nghỉ hoặc tranh thủ thời gian xả hơi một chút. Nếu cần hãy đi spa, du lịch ngắn ngày để nạp lại năng lượng, tìm lại sự cân bằng. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn hơn thì bạn càng có ý thức rõ ràng trước khi những gì mình cần phải thực hiện trong những ngày sắp tới. Tiếp theo là vận trình tổng quan của người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Khai thông được bế tắc, quý nhân luôn đồng hành. Người tuổi Ất Tỵ trong tháng 12 năm 2023 âm lịch, nhiều khởi sắc đáng kể, đó nhiều niềm vui tốt lành và dễ gặt hái được thành công. Nhờ có tam hợp che chở, những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông. Con giáp này được quý nhân ở bên trợ giúp nên không còn điều gì phải lo ngại như trước nữa. Thêm vào đó, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn có rất nhiều thời gian để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Không khí hân hoan đón Tết cũng giúp bản mệnh tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo và khai thác được phát huy mạnh mẽ. Về tài lộc, con giáp này cần chuẩn bị tinh thần để đón tài lộc đang chuẩn bị ùn ùn kéo về nhà. Tài chính của bạn trong tháng Chạp khá lý tưởng và có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa cho Tết. Đường tình duyên của tuổi này cũng thuận lợi hơn trước. Các cặp đôi vì bận rộn với công việc cuối năm nên ít dành thời gian cho nhau. Vợ chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn lặt vặt, song mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải, trả lại sự bình yên cho gia đình. Sức khỏe của tuổi Ất Tỵ tháng này nhìn chung là ổn định, không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại. Đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật trong tháng tiệc tùng, ăn uống liên miên, cần kiểm soát để chức năng tiêu hóa tránh bị quá tải. Tử vi sự nghiệp. Theo dõi tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, về phương diện sự nghiệp, con giáp này được cả tam hợp thái tuế và chính quan độ mệnh, hứa hẹn những khởi sắc rực rỡ trong công việc. Điềm báo sẽ có quý nhân xuất hiện để dìu dắt bản mệnh vượt qua sóng gió, những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông. Thêm vào đó, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn có thể giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng vào cuối năm nhờ các mối quan hệ nơi làm việc cũng tốt đẹp. Mọi người vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ nhau để cùng hoàn thành công việc chung. Sự đồng lòng đó đã giúp tạo dựng nên một tập thể vững mạnh, trong đó không thể thiếu sự góp sức của bản mệnh. Tử vi tài lộc. Trong tháng giáp Tết này, tuổi Ất Tỵ gặp được cục diện bán hợp trợ lực nên vận trình có nhiều khởi sắc khá rõ. Về phương diện tài lộc cũng không ngoại lệ, đây là tháng cận Tết, thu nhập ngày càng tăng. Tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác, đầu tư càng lớn, giúp tinh thần của bản mệnh vô cùng hân hoan. Bạn có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung, không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa cho Tết. Con giáp này luôn biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để phát huy. Tuy dẫn dắt đón đầu, dẫn đầu xu hướng, con giáp này ngày càng làm giàu và càng rộng mở, tuổi Ất Tỵ sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay. Nhưng lưu ý, cầu tài cũng cần có lộ trình nhất định, đừng vì nóng vội muốn kiếm tiền hời để đón Tết, mà đi theo con đường không chính đáng, dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, nếu bạn đi theo hướng chính đáng, ắt sẽ thu về lợi nhuận cao. Tử vi tình duyên. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, dưới sự tác động tích cực từ tam hợp cục, đường tình duyên của tuổi Ất Tỵ cũng thuận lợi hơn trước. Các cặp đôi vì bận rộn với công việc cuối năm nên ít dành thời gian cho nhau, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn lặt vặt, song mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải, trả lại sự bình yên cho gia đình. Một số cặp vợ chồng còn đón tin vui về chuyện con cái, càng khiến những ngày đón Tết thêm ý nghĩa và hạnh phúc, gia đạo ấm cúng, tâm trạng của ai cũng hân hoan vui mừng. Tử vi sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Ất Tỵ tháng này nhìn chung ổn định, không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên do tác động của bạch hổ hung tinh nên bản mệnh vẫn nên đề phòng họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ. Làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Đồng thời bạn cũng nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại. Đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật trong tiệc tùng, bạn ăn uống liên miên nhưng cần kiểm soát để chức năng tiêu hóa tránh bị quá tải. Tránh lái xe khi uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, kẻo tự mình gây họa lớn. Thưa quý vị, để Minh Đường tử vi tiết lộ cho quý cô bác một chút về tử vi của cô bác trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý cô bác trong năm 2024 là hung hay cát. Sinh năm 1965, tuổi Tỵ cầm tinh con rắn, có ngày sinh dương lịch,
từ ngày 2 tháng 2 năm 1965 đến 20 tháng 1 năm 1966. Thiên can Ất với địa chi tị mang ý nghĩa xuất huyệt chi xà, rắn rời hang, tuổi Ất tị mệnh hỏa, phú đăng hỏa, lửa đèn to. Đối với nam mạng, năm 2024 Ất tị mệnh hỏa tương hợp với mệnh hỏa của tuổi 1965, thiên can Ất gặp giáp là bình hỏa, chi địa thìn được bình hỏa. Như vậy, xét về các yếu tố trong mệnh ngũ hành, thiên can, địa chi của tuổi Ất tị với năm 2024 đều được hòa hợp. Người tuổi tị sinh năm 1965, nam mạng trong năm Ất tị, sẽ có cuộc sống bình yên, an lạc bên người thân, gia đình, sự nghiệp của bản mệnh chủ đã đi vào quỹ đạo, nên chỉ cần duy trì thành quả đã gây dựng từ trước, các khía cạnh khác như gia đạo, tài chính cũng được thuận lợi, hòa hợp. Nhìn chung, tổng quan tử vi nam tuổi Ất tị 1965, trong năm 2024, không có nhiều biến động, mọi thứ vẫn phát triển theo hướng tích cực. Mệnh chủ nên trân trọng khoảng thời này để làm nhiều điều có ý nghĩa, giúp đời và giúp người. Trong 12 con giáp, tuổi nam Ất tị là người có tính cách khiêm nhường, điềm tĩnh và kiên trì. Ngay cả khi đạt được những thành tựu trong công việc, mệnh chủ vẫn không ngừng học hỏi, luôn giữ tinh thần cầu tiến. Năm 2024 này, công việc của nam tuổi Ất tị đang trên đà phát triển, mệnh chủ có thể tham gia vào các hoạt động đầu tư nếu có kiến thức và sự hiểu biết. Đối với những người làm công ăn lương, thì những người làm việc bằng sự tâm huyết, nhiệt tình của mình rồi sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Ở độ tuổi 60, nam tuổi Ất tị không quá quan trọng chuyện tiền bạc hay những khoản thu nhập cao, mệnh chủ làm việc với phương châm lao động là vinh quang, tinh thần thoải mái, vô tư. Lý do bởi vì đây là khoảng thời gian con cái đã trưởng thành, nam tuổi Ất tị không còn nhiều nỗi lo trong cuộc sống. Thay vào đó, mệnh chủ cần có những khoản tiết kiệm phòng trừ cho sức khỏe của tuổi già, chi tiêu hợp lý, quản lý tài chính thông minh là cách giúp nam tuổi Ất tị dư giả tiền bạc, chủ động hơn trong cuộc sống. Gia đạo của nam tuổi Ất tị trong năm 2024 được hưởng hạnh phúc bình yên và trọn vẹn, là người sống tình cảm, nhưng ít thể hiện ra bên ngoài, mệnh chủ thường quan tâm tới mọi người xung quanh bằng hành động âm thầm. Trong năm Giáp Thìn, nam tuổi Ất tị 1965, hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới người bạn đời, chăm sóc con cháu trong nhà, trân trọng từng phút giây bên cạnh những người thân yêu, đây mới là điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất đối với nam mạng tuổi Ất tị, đặc biệt là khi đã bước vào ở độ tuổi 60, trong năm 2024 này, mệnh chủ cần chú ý nhiều hơn tới cơ thể của mình. Mặc dù chưa có dấu hiệu bệnh tật, nhưng không được chủ quan mà hãy duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh sức khỏe thể chất thì đời sống tinh thần cũng là điều nam sinh năm 1965 cần lưu tâm. Ở độ tuổi xế chiều, đôi lúc bản mệnh sẽ cảm thấy cô đơn, hụt hẫng. Đó là khoảng sự thay đổi bình thường trong tâm lý, nam tuổi Ất tị có thể khắc phục bằng cách tự tạo niềm vui cho mình, suy nghĩ về những điều tích cực, trò chuyện nhiều hơn với những người thân bên cạnh. Riêng với nữ mạng, tổng quan tử vi của nữ tuổi Ất tị 1965 trong năm 2024 sẽ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người thân trong gia đình. Các khía cạnh từ công việc, gia đạo đến sức khỏe đều đi theo chiều hướng tích cực, khiến cho tinh thần của bản mệnh chủ được an yên, thảnh thơi. Trong năm Ất tị này, nữ mạng sinh năm 1965, hãy trân trọng những khoảng thời gian bên cạnh gia đình, con cháu, yêu thương bao dung hơn với mọi người xung quanh, có như vậy, cuộc sống càng thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa. Tuổi tị nữ mạng là những người chăm chỉ, cần cù, làm việc trách nhiệm và trung thực vào những năm Giáp Thìn. Mệnh chủ hãy cứ tiếp tục phát huy những ưu điểm này của mình, duy trì các công việc ổn định từ trước đó. Bước vào độ tuổi 60, đây là lúc nữ mạng tuổi Ất tị nên hài lòng với những thành quả trong công việc, những quyết định đưa ra trong năm này cũng thiên về an toàn hơn. Làm mạo hiểm, chủ yếu khoảng thời gian này mệnh chủ túc tắc, thảnh thơi thực hiện công việc, quan trọng nhất vẫn là tập trung vào sức khỏe và gia đình. Vận tài chính nữ mạng của tuổi Ất tị trong năm 2024 khá ổn định, mệnh chủ đã có những khoản tiết kiệm phòng trừ, vào lúc bất chắc cần sử dụng đến, hơn nữa trong cuộc sống không có quá nhiều gánh nặng về tiền bạc nên cũng được dư giả, thoải mái. Trong năm Giáp Thìn, nữ mạng Ất tị nên chi tiêu nhiều hơn cho sức khỏe của mình, mệnh chủ có thể cắt giảm các khoản chi không cần thiết khác để đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đời sống tinh thần, tình cảm của nữ mạng tuổi Ất tị trong năm 2024 cũng được hòa hợp và hạnh phúc, là người sống tình cảm, hướng về gia đình nên mệnh chủ dành phần lớn thời gian để quan tâm,
chăm sóc, giúp đỡ con cháu trong gia đình có cuộc sống thường nhật, gia hòa vạn sự hưng, gia đình có hòa thuận thì mới đón được nhiều phúc đức, tài lộc thịnh vượng. Hiểu được điều này nên nữ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 luôn hành xử đúng mực, bao dung, vị tha đối với các thành viên trong nhà, là tấm gương sáng để mọi người noi theo. Bước sang độ tuổi 60, về thể chất và tinh thần của tuổi Ất Tỵ nữ mạng sẽ có nhiều thay đổi, cơ thể sẽ xuất hiện một số dấu hiệu lão hóa của tuổi tác. Vì vậy, mệnh chủ chỉ cần chú ý từ chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi điều độ. Cùng với đó, lúc này, tâm sinh lý cũng có dấu hiệu thay đổi. Nữ tuổi Ất Tỵ đôi lúc sẽ cảm thấy bị cô đơn, hụt hẫng, nhạy cảm hơn mức bình thường. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu. Khi mệnh chủ đã bước sang ở độ tuổi xế chiều, nếu nắm bắt được điều này, nữ sinh năm 1965 cũng hãy suy nghĩ tích cực, đón nhận mọi thứ thật nhẹ nhàng, hướng đến cuộc sống an nhiên, không bon chen thì tự khắc tâm sẽ thanh tịnh, đời sống vui vẻ, hạnh phúc. Thưa quý vị, Đức Phật và chiếc xe chở đầy vàng, tại sao có người chỉ thấy toàn bụi đất? Có một phú ông, được xem là người giàu có nhất thiên hạ, nhờ vào việc ông chăm chỉ tích trữ của cải từ thời trẻ, thế nhưng đêm nào ông cũng lo ngay ngáy rằng mình sẽ bị trộm hết tiền, vàng bạc, châu báu. Một hôm, ông vừa ngủ dậy và đi kiểm tra số vàng của mình, thì thấy chúng đều biến thành bụi đất. Lúc này có người mách cho ông đến tìm Đức Phật để được giúp đỡ, như kẻ sắp chết vớ được cọc. Ông lập tức lên đường. Khi được diện kiến Đức Phật, ông kể lại đầu đuôi câu chuyện và được Đức Phật khuyên là thế này, ông hãy làm một việc thôi, đem hết số vàng đó tới chợ giao bán. Nếu có người nhận ra đó là vàng, hãy đưa người đó đến gặp ta. Người đàn ông hồ nghi hỏi lại, ý ngài là gì, chuyện này thì giúp được gì cho số vàng đã bị mất, thành hóa bụi đất gì của tôi chứ? Đức Phật trả lời, tin ta và hãy cứ đi đi, nó sẽ giúp được cho ngươi, không còn cách nào. Nên ông đành nghe lời của Đức Phật, đẩy những chiếc xe bò chở hết số vàng và giờ chở bụi đất đi ra chợ. Cả một khu chợ chỉ toàn là những xe đất của ông ta. Nhiều người đến xem rồi thi nhau xì xào chế nhạo phú ông. Ông đang làm chuyện gì nực cười vậy? Tại sao ông lại đem bụi đất đến chợ để làm gì? Để làm gì chứ? Thế nhưng người đàn ông vẫn im lặng, không tỏ thái độ gì. Rồi sau có một người phụ nữ xuất hiện, người này tên là Kija Mu Sĩ. Cô ta nói với phú ông, sao ông mang nhiều vàng ra chợ thế này? Từ đâu mà ông lại có được nhiều vàng đến thế? Người phú ông hỏi lại, cô có thể nhìn thấy vàng ở đây ư? Người phụ nữ đáp lại, đúng, hàng ngàn chiếc xe này chứa đầy vàng. Phú ông hỏi, cô có bí mật gì? Tại sao cô lại thấy được? Vì tất cả mọi người, bao gồm cả ông ta cũng không thấy đó là vàng, mà chỉ toàn là một đống bụi đất mà thôi. Khi trở về hỏi lại Đức Phật, phú ông nọ được giải thích, ngươi đã tìm được đúng người rồi đấy, cô ấy sẽ dạy cho ngươi về nghệ thuật nhìn thấu. Thế giới chính là những thứ như ngươi nhìn thấy, nó có thể là địa ngục, cũng có thể là thiên đường, vàng có thể là bụi, mà bụi cũng có thể là vàng. Tùy vào cách nhìn của ngươi, ngươi đã có một đệ tử sẽ dạy cho ngươi, và ngày mà ngươi biết cách nhìn cho đúng đắn, cả thế giới sẽ biến lại thành vàng. Lời bàn, Đức Phật từng giúp người phụ nữ thoát khỏi nỗi đau mất con, đó là Kija Mu Sĩ. Nhờ sự cứu giúp này mà cô đã lĩnh hội được Phật Pháp và trở thành một trong những đệ tử của ngài. Qua câu chuyện, Đức Phật và chiếc xe chở đầy vàng của một phú ông giàu có, ngài chỉ muốn dạy cho chúng sinh một điều cơ bản nhất, nhưng lại là điều nhiều người quên mất đi. Thế giới chính là những gì mà ta nhìn thấy, nó có thể là địa ngục, với những khó khăn chồng chất, cũng có thể là thiên đường, khi ta xem đó là cơ hội để bản thân tự vươn lên. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thực ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần, những ai tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng.